cư. Là cửa hàng ngày xưa mình mua đấy. Mình mua năm 2006. Đấy. Đây này, bên này là metro. Ngày xưa bà lấy bán mãi đây. Chất sư của thằng Eric D. Đấy, đây dạy TD này. TD 129, TD 128, 127. Đấy, TD 126 này, Sơn Hòa mua này. Đấy, năm 2007 này. Đấy, TD đấy. Đấy, đấy, TD đấy. Metro đấy. TD 320. Ơi giời, TD 320. Đây, cửa hàng Nhật bán hàng. Đấy. Đây là đầu metro. Vivet Brata. Vivet. Vivet metro. Đây này chiếc nón cửa rượu đây. Khu này là khu HK của chợ tàu ngày xưa. Đấy. Đấy, khu HK. Đấy. Chiếc nón kỳ rượu đây. Đây là cái khu nhà sông Hồng mà nó thiêu cháy sạch chết. Chỗ này là ngày xưa cũng nằm để rộng đường xe đi. Đây, chỗ cái cột điện. Chỗ cột điện kia ngày xưa là mình có một cái công 20 tấn nằm để kho. Đây, đây nhà Hải Tài này, quán nhà Hải Tài cũ ngày xưa đây. Giờ lên này trên. Ô bên biển. Ô bà lè. Hạt quy. Hạt quy 8. Hạt quy 7. Chợ Bằng Chan. Chợ Mặt Thời. Sôi động. TD 126, TD. Anh bây giờ xuống đến dạy TA. Dạy TA. TA giờ hàng bãi nữa. Trụ lại đây. TA đấy. TA Tùng. Tiến Tùng. Tiến Tùng. Vẫn này. Vẫn bây giờ làm công viên đấy. Viên đấy. 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 Giờ ra bãi bãi đồ chơi ngày xưa đấy. Chợ đồ bãi trả hàng ngày xưa chỗ này, bãi trả hàng ngày xưa ở này, xong rồi nó xây hoạn đồ chơi xong cháy tất đây ấy. Trước mình có cái kho chỗ này, cái kho chỗ này 20 tấn. Đấy, đầu tiên kho cái kho chỗ này nhà Thanh Nan ở dưới, Cương Minh Thoa Thanh Nan ở dưới, mình thuê trên. Đấy, này trước kia khu này
nhà hàng, hết rồi là khu chợ Đồng Hương, chợ Đồng Hương, khu đồ chơi, khu đồ chơi tất chỗ này. Đấy, có cái toilet cũ ngày xưa này, giờ nó phá tung, tung hết toilet rồi. Cửa hàng Quý Nguyệt đây, cửa hàng Quý Nguyệt trước chỗ này. Đấy, bán cho cô Tiến đấy, dưới dòng dây điện này, xong xây đồ chơi đây, xây cửa hàng đồ chơi đây nè, là cháy bắt phá hết, chuyển ra ngoài hóa lốt này, dưới dây điện này, dây điện cao thế. Dốc dốc lịch sử cái dốc này, à giờ cũng thuê nhỏ kéo hàng đến cái này nào. Đấy, dòng dây điện này, đấy, dòng dây điện này, dòng dây điện cao thế đấy, là cái bãi nhận hàng đây. Vì Việt đã ngồi vốn nhìn ô các kia điều gì đấy, kia là cái gò lâm đây, gò CK5 trước kia thuê đấy, đấy xe gì cái hay để bãi này. Một cho ta 26 thằng này dưới này phải đây. Đây đây, bây giờ đường ra garage cho mình. Mấy trước kia thì rằng đây là cái kho C5 K5 thuê quá lịch. Giờ tan tành hết mọi nơi. Đấy. Này hết. Đấy. Cái này trước kia mình thuê cùng mình trình, mình thuê nửa kho trình nửa kho bán đồ chơi. Hết thời rồi. Đây, xây dựng bên năm anh 8 9 đấy, đường hoàng vu đấy.